Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào quý khách. Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe bản sedan 2 đầu, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động có đủ. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe bản sedan 2 đầu hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị các bạn là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios có năm sản xuất 2011. Mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.5, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A43278. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quý đá. Trang bị màn hình cam nồi đầy đủ, sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Trang bị Laragook, phanh đĩa 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2010. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ chỉ với 1.5 thôi. Đấy, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios bản sedan 2 đầu. Sơn xi màu bạc, mắt thâm, vành chì, bô lăng méo. Xi nhan báo giá trên gương, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Tucson. Có năm sản xuất 2010. Mang phiên bản số tự động, động cơ 2.0, mang biển kiểm soát Hải Dương 34A 07509. Một mẫu xe Hyundai Tucson, một mẫu xe gia đình dùng, không taxi, không dịch vụ. Bên em đang chào bán với giá là 430 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Tucson. Sơn xi thì rất là sạch sẽ, đẹp đẽ rồi các bác nhá. Một mẫu xe gia đình sử dụng hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, alo cho em. Nội thất các bác này, ghế da bò, màn hình cam nồi, màn hình Android đầy đủ luôn các bác nhá. Tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Vâng, xe gia đình sử dụng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Mẹt GLK có năm sản xuất 2009. Mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 3.0. Vâng, động cơ V6 máy 3.0, máy xăng. Biển kiểm soát 99A46671. Một mẫu xe Mẹt GLK sản xuất 2009, bên em đang chào bán với giá là 450 triệu đồng cho một mẫu xe Mẹt GLK đăng ký 5 chỗ ngồi, số tự động, xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Xe đẹp, máy ngon, gầm bệ chắc, côn số ngọt, nội thất này đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Ghế da màu trắng này, màn hình cam nồi đầy đủ rồi đấy. Tư nhân chính chủ biển Bắc Linh đấy, một mẫu xe của chị gái mưa Bắc Linh sử dụng các bác nhá. Mà giá tiền trước này chỉ với 450 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Mẹt. Vâng, Mẹt GLK sản xuất 2009 các bác nhá. Sơn xi thì màu trắng ngọc trai, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Và em lại đến một mẫu xe Daewoo Lachetti sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.6, biển kiểm soát 34A 50347 này. Sơn xi thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Một mẫu xe Mẹt GLK sản xuất con này là Daewoo Lachetti, xin lỗi các bác nhá, Daewoo Lachetti CDX nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy, nội thất thì ghế da xịn sò, màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, túi khí cũng như ABS các bác nhá. Giá tiền của chiếc Daewoo Lachetti CDX nhập khẩu nguyên trước này, bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng, có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Daewoo Lachetti CDX nhập khẩu nguyên trước nữa này, sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6, biển kiểm soát Bắc Giang 98A. Sơn xi thì màu bạc. Vâng, một mẫu xe ra đây sử dụng. Với giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachetti. Vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy, sơn xi màu bạc, bản sedan 2 đầu. Đấy, hai hàng ghế lái thì đã được trang bị bộ áo ghế gỗ rất là ok các bác nhá. Massage chống nóng ok luôn, màn hình đầy đủ rồi.
Và bên cạnh đây là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đó là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2014 quý nhá. 2014 số sàn cuối động cơ chỉ với 1.5 thôi. Một mẫu xe gia đình sử dụng, biển kiểm soát Quảng Ninh. Giá tiền của chiếc Toyota này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Có bao hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Mang biển kiểm soát 88A, đó là một mẫu xe Trendmaster Cru. Sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.8 máy xăng. Với giá tiền của chiếc Trendmaster Cru này, bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng, có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác. Và biển kiểm soát Hà Nội, đó là một mẫu xe Trendmaster Cru, sản xuất 2011, số tự động, động cơ của nó 1.8, xe tư nhân gia đình sử dụng. Với giá tiền của chiếc Trendmaster Cru, bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có vận chuyển, có lộc lá cho các bác nhé. Sơn si thì màu vàng cát, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Honda Civic có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.8 la răng đúc 4 bánh, biển kiểm soát một chủ, sử dụng từ mới quá nhá. Với giá tiền của chiếc Honda Civic này, bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Vâng, chỉ với 268 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Honda Civic thương hiệu Nhật Bản. Sơn si thì màu đen, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Vâng, một chủ sử dụng từ đầu luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ luôn các bác này. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010 bản Nimo, lưng phun kịch đồ luôn. Vâng, biển kiểm soát Hải Dương, sơn si thì màu trắng này. Giá tiền của chiếc Toyota Vios chỉ với 189 triệu đồng. Vâng, 189 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ và có vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, alo cho em. Mang biển kiểm soát 21A, đó là một mẫu xe Trendmaster Avel, có năm sản xuất 2015, số sàn động cơ chỉ với 1.5 thôi. Đấy, một mẫu xe thương hiệu của nước Mỹ này. Với giá tiền của chiếc Trendmaster Avel, bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Vâng, có bao hồ sơ và có bao gồm phí cả sang tên, bấm biển, đổi chủ luôn cho các bác nhé. Vâng, chỉ với 215 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Trendmaster Avel thương hiệu của nước Mỹ này. Sơn si thì màu đen xịn sò, xe tư nhân gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Avante, có năm sản xuất 2012, số sàn động cơ 1.6. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Đấy, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hay ở vặt các bác nhé. Đấy, nội thất thì ghế da bò, vâng, sơn si thì sạch sẽ, ok rồi. Đấy, màu ghi xám rất là đẹp các bác nhá, sạch sẽ. Và đây là một mẫu xe Trendmaster Cru sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.8 này. Một mẫu xe mang biển kiểm soát Hà Nội, xe gia đình sử dụng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ và có vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác nhé. Đấy, đó là một mẫu xe này, là mẫu xe Cru. Vâng, bản sedan hai đầu, form dáng rất là đẹp luôn, sơn si màu đen, la răng đúc cũng như túi khí đầy đủ, đăng kiểm thì dài đến tháng 3 năm 2023. Vâng, nội thất các bạn ạ. Đấy, nội thất rất là tươi, màn hình đầy đủ rồi. Và đây là một mẫu xe Hyundai ASEAN sản xuất 2011, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, biển kiểm soát Thái Bình, quê lúa này. Sơn si thì màu đen. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng 2011 các bác nhá. Với giá tiền của chiếc Hyundai ASEAN này, bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng, có bao hồ sơ cho các bác. Đấy, có lộc lá luôn các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios có năm sản xuất 2011, số sàn động cơ chỉ với 1.5 thôi. Biển kiểm soát 90A, biển Hà Lam. Sơn si thì màu bạc xịn sò. Vâng, la răng đúc cũng như gương kính chỉnh điện và cụp xe. Giá tiền trước lại chỉ với hơn 200 triệu đồng các bác nhá, 210 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Đấy, nội thất này, sạch sẽ rồi, màn hình đầy đủ các bác nhá.
Và trên đây cũng là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá sản xuất 2007, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2007 bản Nimo lâm khung kịch đồ, với giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios phanh đĩa 4 bánh đó nhá. Sơn si thì màu đen. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Và hai chiếc xe này bên em đang vận chuyển đi miền Nam giao cho khách các bác nhá. Đấy, hai chiếc xe này em sẽ kéo lên Hà Nội. Kéo lên Hà Nội xong bắt đầu em chuyển đi vào Sài Gòn cho quý vị các bạn nhé. Và mang biển kiểm soát 30, vâng, biển Hà Nội 30M 6265, một chủ sử dụng từ mới, đó là một mẫu xe Honda Civic. Có năm sản xuất 2008, số sàn với động cơ 1.8 này. Đấy, xe gia đình, đấy, xịn sò luôn. Đấy, với giá tiền 238 triệu đồng. Vâng, chỉ với 238 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2008, thương hiệu Nhật Bản, sơn si màu vàng cát, biển kiểm soát Hà Nội, một chủ sử dụng từ mới. Và đây là một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn với động cơ chỉ với 1.5 thôi. Đấy, la răng đúc 4 bánh này. Vâng, sơn si màu đen bản sedan 2 đầu. Xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Giá tiền của chiếc Daewoo Gencha bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng. Bên em có bao gồm rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Và em đã đến một mẫu xe Daewoo Lacetti sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.6, biển kiểm soát Hà Giang 23A04673. Với giá tiền chiếc Daewoo Lacetti sản xuất 2008 này, bên em đang chào bán với giá là 128 triệu đồng, có bao gồm hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Và tiếp theo đây là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, xe gia đình sử dụng các bác nhá, rất đẹp luôn. Đấy, bô lăng các bác nhìn biết là xe đẹp các bác nhá. Đấy, hai túi khí an toàn, sản xuất 2011, sơn si màu bạc xịn sò. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 1 năm 2023. Đấy, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đó là một mẫu xe Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe phải nói là zin cả xe luôn, 255 triệu đồng, có bao hồ sơ và có lọc lá cho các bác. Và đây là một mẫu xe Ford Fiesta. Ford Fiesta có năm sản xuất 2011, số tự động, động cơ 1.6 này, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá, xe zin cả xe luôn. Với giá tiền của chiếc Ford Fiesta bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng, có bao hồ sơ và có lọc lá cho các bác. Và bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe i30CV kép sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6, biển kiểm soát Hải Phòng, xe gia đình, zin cả xe. Giá tiền của chiếc i30CV kép bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng. Và em lại đến một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6 này. Một mẫu xe gia đình sử dụng, sơn si thì màu trắng các bác nhá. Giá tiền của chiếc Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 325 triệu đồng. Vâng, 325 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe gia đình, biển kiểm soát Hà Nội, sơn si màu trắng xịn sò, bản full cửa lóc các bác nhá. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2011, xe gia đình sử dụng, biển kiểm soát quê Thanh Hóa các bác nhá, 36A, sơn si màu đen. Với giá tiền của chiếc Hyundai Avante sản xuất 2011, số sàn, với giá tiền 262 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có lọc lá cho các bác nhá. Đấy, xe gia đình rất đẹp luôn. Mang biển kiểm soát Hà Nội 29A 50910. Đó là một mẫu xe Hyundai Avante biển Hà Nội. Xe con này thì động cơ 2.0, xe gia đình, không một ngày taxi dịch vụ luôn. Với giá tiền của chiếc Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 339 triệu đồng, có bao hồ sơ và có lọc lá cho các bác nhé. Và mang biển kiểm soát 90A. Vâng, đó là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Vios. Vâng, Toyota Vios sản xuất 2011, giá tiền chỉ với 205 triệu đồng. Vâng, 205 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhé.
Đấy, xe 5 chỗ này bên em có rất là nhiều. Đấy, 5 chỗ 7 chỗ các bác này. Đấy, bản sedan, bản hatchback này, Toyota Vios này. Toyota Vios có năm sản xuất 2018 này. Số xạ, số tự động, động cơ của nó 1.5. Con này thì bản G các bác nhá, 2018. Bản cao cấp nhất của dòng Toyota Vios, giá tiền trước này là bao 475 triệu đồng. Vâng, đây là một mẫu xe Daihatsu Lubira nữa này. Sản xuất 2004 mà giá tiền chỉ với 65 triệu đồng. Đấy, có bao vận chuyển cho các bác nhá, chỉ với 65 triệu đồng thôi. Và đây là một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2012, số sàn, động cơ 1.6 này. Trước này bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng. Mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ này, cắt lỗ thu hồi vốn nay chỉ còn 128 triệu đồng thôi. Đó là một mẫu xe Daihatsu Gentra sản xuất 2009 các bác nhá. Sơn si thì màu đen xịn sò, biển kiểm soát Hải Phòng. Vâng, xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Daihatsu Lubira sản xuất 2001 này, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6 với giá tiền 64 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe sơn si màu xanh quân đội, keo chỉ zin luôn. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 35A, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đó là một mẫu xe Daihatsu Gentra sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ chỉ với 1.2 thôi. Trước này bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ 15A13571, sơn si màu đen, bản sedan hai đầu, la răng đúc 4 bánh này. Với giá tiền của chiếc Daihatsu Gentra này, bên em đang chào bán với giá là 128 triệu đồng, sản xuất 2009 các bác nhá. Vâng, con này thì bên em đang cắt sâu luôn các bác nhá, cắt giảm giá sâu, giảm giá trầm trọng luôn, giảm tới 20 triệu đồng. Nay chỉ còn 148 triệu đồng, có đó là một mẫu xe Daihatsu Lacetti, bản lắp ráp tại Việt Nam, sơn si thì màu đen, bản sedan hai đầu. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Daihatsu Gentra sản xuất 2010, giá tiền chỉ với 150 triệu đồng, bản sedan hai đầu. Đấy, xe tên tư nhân, biển Hải Dương. Và đây là một mẫu xe tư nhân, một chủ từ mới có nhá. Đó là một mẫu xe này, là mẫu xe Honda Civic sản xuất 2009, số sàn, động cơ 1.8, giá tiền 250 triệu đồng, có bao hồ sơ và có lộc lá cho các bác nhá. Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng em vừa tổng hợp tất cả những mẫu xe bản sedan hai đầu hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe bản sedan hai đầu, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động có đủ, cứ alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.